Hôm nay là tôi rất là vui được ra Hà Nội để coi như hướng dẫn anh em một số những cái kỹ thuật về uống cây, uống cành, làm chi, làm cái ngọn, và một số những cái có thể nói là những bí kíp chuyên kỳ luôn. Những cái bí kíp này thì thường không có sách vở nào nói đến, không có trường nào dạy, và cũng không có nghệ nhân nào hé mở để chúng ta biết. Nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm mà bản thân tôi đã làm, hôm nay tôi cũng muốn cho mọi người cùng biết để sau này chúng ta có nhiều tác phẩm đẹp hơn. Bài việc hướng dẫn đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn về uốn cành. Có thể nói uốn dây có thể nói là uốn dây là cái bài học đầu tiên trong việc làm một cây bonsai. Nếu chúng ta không biết uốn dây cho đúng thì chúng ta không thể nào uốn được một cái cành cho nó đẹp. Để làm được uốn cành thật đẹp thì nó phải có những cái độ khó của những đường cong. Nếu chúng ta không làm được cái uốn dây thì cái cành nó không thể nào uốn theo cái ý chúng ta được. Để bắt đầu thì tôi sẽ hướng dẫn anh em từ cái việc uốn từ cái cây, từ cái thân cho đến từng cái chi nhánh nhỏ. Chương hộ anh cái này lên chưa? Cây chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái cây này làm như thế nào đã. Tại sao anh em hay nhờ tôi là vẽ một cái bản nháp? Thì sau này mọi người không chỉ là từ lúc chưa biết, nhưng mà tôi biết sau này anh tất cả mọi người có thể nhìn. Ví dụ giả sử như cây này chỉ có một cái cây này thôi nhé, chỉ có một đoạn dưới thôi, đơ như cột đèn. Nhưng mà tôi biết trong mọi người sau này sẽ có khả năng nhìn được cái cây thì ra nguyên một cái bộ tàn sẵn rồi, giống như là tôi hay vẽ cái bản nháp cho anh em vậy đó. Thì đó là một cái cây. Khi chúng ta uốn cây là chúng ta phải làm theo nguyên tắc uốn từ to tới nhỏ. Có nghĩa là chúng ta phải uốn từ cái cành to nhất rồi mới đến những cái cành nhỏ tiếp theo. Khi là cái thân cây, sau này cũng vậy, ở trên diễn đàn á, anh em là phải hiểu được những cái từ ngữ đó thì mình có thể trao đổi những kinh nghiệm trên diễn đàn là dễ hiểu hơn. Thì đây là cái thân cây, đây là các cành cây, nhưng mà đây tôi thường gọi là cành sơ cấp hoặc là cành chính. Các cành mà được phân ra từ cái cành chính á thì gọi là cành thứ cấp. Thì cành thứ cấp á, nó lại có nhiều kiểu cành thứ cấp. Thí dụ như đây là cành thứ cấp mà cấp 1. Cái cành thứ cấp mà cành chính còn gọi là cành sơ cấp hoặc là cành cấp 1. Còn cành mà từ phân cành cấp 1 ra thì tôi gọi là cành 2 hoặc là cành thứ cấp. Rồi từ cành 2 ra thì người ta gọi là cành thứ cấp 3. Ở trong một cây bonsai làm đẹp nhất á thì có khả năng làm tới được cấp 5. Nhưng mà cái làm cấp 5 khó, để mà cho nó khỏi bị trùng chi rất khó. Thì thường đa phần anh em làm tới cấp 3 là hết. Các tìm luôn đi. Đó là những cái danh từ để diễn tả một cái cây. Chúng ta phải thống nhất nhau những cái danh từ đó để sau này chúng ta có khả năng mô tả cho nó đúng. Đầu tiên là chúng ta phải uốn từ cái thân cây trước. Một kinh nghiệm á, để đỡ hao dây cho anh em, thì nếu chúng ta uốn những dây to thì để một cái đoạn đường mà chúng ta chuẩn bị uốn á, thì chúng ta nên lấy dài gấp 2 lần cái đoạn đường chúng ta để uốn. Dây to nha. Tại sao phải lấy gấp 2 lần? Tại vì thứ nhất là dây to, chúng ta quấn vào cành to, cái lượng dây mà nó hao đi á, nó hao cho cái độ vòng nó hao nhiều, chúng ta sẽ cắt gấp làm đôi để mà khi chúng ta uốn xong á, nó vừa khít là vừa, chúng ta không phải cắt bỏ đoạn dây thừa. Còn đối với những cành nhỏ và những dây nhỏ thì chúng ta chỉ cần gấp rưỡi thôi. Ví dụ như chúng ta uốn cái cành này đi, thì ví dụ để uốn một cành này chúng ta chỉ cần lấy gấp rưỡi nó là được rồi. Cái này tỷ lệ chỉ là tương đối thôi, và đây chỉ là tiết kiệm, là chỉ là những cái kinh nghiệm nho nhỏ để chúng ta làm cho nhanh và tiết kiệm thôi. Cái này cũng không nhất thiết là phải làm đúng hoặc là phải tuân thủ theo đúng. Thì như đã nói thì cái cây này ban đầu chúng ta có thể chọn, đối với một dây á thì chúng ta có thể chọn
đi cách tốt nhất để không phải tốn nhiều công là chúng ta tính làm sao cách quấn dây ít nhất. Thì để cho chọn này thì tôi sẽ, tại vì cái cây này nó không có đủ độ cong, lát nữa mình phải làm một cái độ lắc, thì do đó tôi phải uốn từ dưới lên trên cho tới cành rơi luôn. Thì để tiết kiệm công quấn, tôi sẽ uốn từ dưới thân cho đến cành rơi luôn. Như ban nãy nói thì cành này chúng ta cắt bỏ thì chúng ta có thể cắt bỏ ngay bây giờ để cho nó làm nó đỡ vướng. Mình cắt được nữa không? Cây của người ta mình cắt thoải mái lắm. Đối với các loại dây có vỏ bọc thì chúng ta cũng nên ít sử dụng, tại vì sau này trên cái bọc chỉ này nè, nó ẩm, nó rất dễ bị cái nấm mốc, mà cái nấm mốc này nó lại rất dễ ăn vô vỏ cây. Rồi chúng ta nên sử dụng nhôm trần nó tốt hơn là cái nhôm vỏ bọc. Với lại cái loại này nó có hay cái khó chịu cái là mỗi lần mình làm á, nó hay cái lẳng lơ thì thấy bực mình lắm. Thì để mà khắc phục những cái đó, khi chúng ta làm chúng ta gút nó lại, chúng ta gút nhanh như vậy nè, thì không bao giờ nó tuột được nữa. Qua đây nhá. Đó, chúng ta gút lại một cái. Không, bây giờ anh để đúng đầu của chú Lĩnh nhá. Em hỏi ngọ 44 em đi. Để uốn một cây từ dưới thân, ngay cả những cây ban nãy tôi thấy có một số cây kim quýt á, để uốn được những cái từ thân dưới lên thì chúng ta ghim một đầu xuống đất để làm cái điểm tựa. Đất này chăm gì mà không tưới hay sao, cứng thế. Không tưới thì bác làm được thấy. Bác bạn đây mới khoan cơ. Mọi người chú ý là cái này rất nhiều người bị sai. Là chúng ta quấn chiều nào không cần biết. Ai thuận tay nào cũng có thể quấn được theo cái chiều thuận tay được. Nhưng phải theo chiều thuận của chiều quấn. Có nghĩa là nếu chúng ta uốn như thế nào mà khi chúng ta uốn chiều cong đó thì cái lực của cái dây nó phải siết vào cái thân, chứ nó không phải là theo cái chiều mà nó mở ra cái thân. Đúng rồi, nếu mà mình uốn sai, khi mà mình uốn nhá, mình uốn thì tự động nó sẽ mở ra chứ nó lại không siết vào thân, thì chúng ta khi uốn xong rồi thì cái cành nó sẽ bật lại. Thì để uốn một cây cho đúng thì chúng ta phải uốn khoảng 45 độ và siết, coi như là khi cái lực siết á là vừa ôm vào thân. Chúng ta siết như vậy, quấn như vậy, vừa ôm vào thân. Cây này lát nữa tôi dự trù là sẽ uốn theo chiều này, thì cái lực nó đa phần á nó đổ về bên phải, do đó chúng ta phải uốn về chiều bên phải. Các đường uốn lên cố gắng uốn cho nó đều nhau. Chúng ta nên uốn đều nhau. Thứ nhất nhìn cho nó thẩm mỹ, thứ hai là có lực để uốn. Ở đây là một kỹ thuật để mọi người tránh, đa phần là nhìn, nếu chúng ta ban đầu chúng ta uốn cành á thì thường là tại những cái chỗ ngã ba như vậy nè, chúng ta hay bị tét nít á. Thì để khắc phục cái chỗ ngã ba đó, cái việc mà cái chuyện mà tét tại chỗ ngã ba, thì chúng ta quấn theo cái cách quấn tới ngã ba thì chúng ta làm quấn một vòng cho nó chịu lực ở dưới đây, cho nó chịu lực tại cái ngã ba. Nếu anh em nào kỹ thì tại ngã ba chúng ta đi vòng qua bên kia một vòng nữa để chúng ta đảo lại,
đỡ lấy cái cành này một lần nữa. Nếu không quen tay thì sau này chúng ta bẻ kiểu gì chỗ này nó cũng có lực này. Có lực đỡ ở đây thì không bao giờ ngã ba này té. Kể cả những cái ngã ba nhỏ, nếu chúng ta uống những cái dòng như khế, mai vàng, những cái dòng nó rất là giòn, sẽ hay bở miệng tại ngã ba. Thành thử đây là cái kỹ thuật để khóa tại ngã ba. Một á, nếu bình thường như tôi thì tôi không cần phải khóa, chỉ cần đỡ một vòng ở dưới thôi là được. Nhưng mà mình không quen, hoặc đối với những cây mà mình quá cưng á, nhiều khi cây nó không quý đâu, nhưng mà gọi đúng nghĩa là gọi là cây cưng thì đúng hơn, chứ không phải là cây quý. Thì chúng ta phải đỡ lấy một vòng. Đây mọi người nhìn mặt này thì có thể khó thấy, nhưng mà nếu mặt này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái tác dụng của cái việc mà đỡ lấy một vòng. Đó, mọi người thấy được cái việc khóa vòng tại ngã ba chưa? Thì đây là một cái kỹ thuật là để chống cái việc tét này, và rất nhiều người bị mà lại không ai để ý. Và đến cái kinh nghiệm, đây là cái chỉ việc là những việc mà uốn thân thì uốn 45 độ và cách đều nhau một chút. Cái này là do thói quen tôi uốn cho bỏ qua thôi, chứ nếu chúng ta uốn đẹp nên uốn cho nó đều nhau. Một kinh nghiệm uốn cành nữa, nhiều khi tôi nói với các anh em á là phải tìm được cái chiều của cái uốn vào để cho cái lực dây siết vào, nhưng mà ai mà biết được. Thậm chí ngay cả bản thân tôi 3 năm làm cái kiện tôi mới biết như thế nào là cái chiều uốn vào. Thì nói như vậy anh em cũng đâu biết được. Thì để đơn giản nhất, và có thể nói là gần 95% là đúng. Thì đối với anh em nào không biết phân biệt như vậy á, thì anh em sau khi chọn mặt tiền xong thì toàn bộ các cành bên trái anh em quấn về hướng bên trái cho tôi, ngược chiều kim đồng hồ. Ở đây, đây là mặt chính, thì cành này dự định là cành bên trái, thì tôi sẽ quấn về chiều bên trái, ngược chiều kim đồng hồ, đi theo cái cành á. Còn nếu lát nữa tôi uốn cành này, để ngó lại chút phải đúng không, thì nếu mà lát nữa tôi uốn cành này á thì nó đổ về bên phải, thì tôi sẽ quấn về bên phải. Đó là cách thức để cho anh em khỏi cần biết cái như Thu Huy nhà mình biết cây này chỗ nào mà sớ gỗ theo chướng nào chết liền luôn, đúng không? Thì mình cứ theo cái công thức đó, bên nào bên trái quấn về bên trái, và bên nào về bên phải quấn về bên phải. Đó. Khi mà chúng ta quấn á thì chúng ta cũng cố gắng canh làm sao cái đoạn dây nó vừa đủ cho chúng ta làm, dư một tí cũng được, nhưng mà đừng dư nhiều quá, cắt dây nó phí. Thì sau khi quấn tại điểm cuối á, nếu chúng ta để như vậy thì cành lớn thì không sao và dây lớn không sao, nhưng nếu chúng ta làm dây nhỏ, chúng ta quấn những cành nhỏ vậy, để lâu ngày nó sẽ tự động nó bật ngược ra vậy nè. Mừng quá, gãy thật rồi. Nó sẽ bị bật ngược ra. Thành thử tại cái điểm cuối của cái đầu á, chúng ta phải khóa đầu dây như thế nào. Chúng ta quấn lấy cái cành như vậy và chúng ta móc ngược lại một cái là chúng ta sẽ khóa đầu dây, thì không bao giờ cái dây này nó bị tuột và cái cành nó tuột ra được khỏi cái dây mình uốn. Khóa đầu dây xong, chúng ta cái mặt cắt chúng ta nên cắt ra đằng sau để nhìn cho nó thẩm mỹ chút. Đây là kỹ thuật uốn và khóa đầu dây. Tiếp tục uốn các cành lớn tiếp, thì chúng ta sẽ uốn tiếp tới cành này. Cái cành này